ổng nè, anh chụp đây nè. Đây anh Thành chụp cho em đây nè. Em đứng đó anh Thanh chụp nha. Bây giờ mình quay ở trước cổng vô cho anh em xem. Xong mình vô mình chụp mấy tấm hình nữa, xong mình vô vô cổng với mình đi qua cáp treo anh em. Giờ đang đi lên anh ơi. Chung bây giờ là người ta đi toàn đi cáp treo mà đâu ai đi bộ đâu, bộ lúc trước đi bộ trong kia kìa, hút chỉ dưới luôn, đi bộ lên ở xa lắm. Giờ ta hiện đại ai đi cáp treo, ôi ai đi bộ nữa. Bây giờ ra nè. Đây là anh. Đi ở đâu? Đỉnh bài tượng đồng đen gì đó. Bà vậy đó. Á nhìn nó cao quá ha. Quá ngoài gió là ghê không? Nghe không? Gió thổi như gù 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 luôn. Ghê chứ. Tính đi xuống thấy lẹ hơn như vậy ta. Sương mù luôn. Cái này vậy mà đi Phú Quốc mà đi mấy cái đảo, qua mấy cái đảo rồi. Ở biển nằm đi qua biển luôn mà. Cho đi qua đảo này đảo kia chắc còn gió dữ. Quá đến giờ này độ mới vô chắc chục người, dư sức 20 người phải dư sức đó ta. 20 người đâu? Ý nói cái này nó cho như đại gia đình vô chắc 20 người bình thường. 20 người nó cho chỉ 7 người một ấy rồi nó chia cho thành đi một ô đâu. 6 người, 7 5 người, 8 người như vậy hết mất rồi. Đâu cho đi nhiều. Tới rồi đó.
Đó, đẹp phòng lạc kìa. Đẹp không? Muốn nói chung đúng bài luôn. Lên tới nha Nam. À, giờ bắt đầu lên tới rồi. Em lên cái đỉnh nè Nam. Ở dưới sương mù quá trời luôn. Đó. Đây toàn cảnh tỉnh anh em. Từ từ lá chụp có đâu đi vòng đi đi tránh. Vòng đi vòng này nè vòng tránh. Hai sương mù đẹp không? Đó. Đứng đi dưới đây nha con. Quý. Giờ này không được chứ. Ê, có hộp nè. Đó chụp ra, như đó chụp đó. Như đó đứng chụp cho. Mà chụp ngược đằng sau tao. Ngược gì? Thôi khác rồi chụp con cái chụp rồi. Cái này mình mới lên núi anh em. Ở đây cũng khá đông đông người anh em. Người ta cũng chụp hình này nọ các kiểu đủ thứ. Bắt đầu mình đi tiếp nha anh em. Mình đi lên phía trên xem có gì không nha anh em. Đó. Cái này là mình đang đi lên nè. Em đi lên mình coi coi có gì nó mà ở đây thấy toàn là bông với những cảnh đẹp không rồi nha. Vòng vòng trên đây ha, chung là cũng rất là nhiều người đi anh em, cũng đông lắm nha. Đó. Chung là cũng khá đông người nha anh em. Đó mình đi lên tiếp phía trên. À, mình đi mình quay xung quanh cho mọi người cùng xem luôn. Đó. Ở đây thì trồng bông rất là nhiều, đủ thứ bông hoa hết đó. Ở đây là tượng Phật Bà Tây Phổ Đà Sơn nha anh em, cao 72 m. Đó, tượng bằng đồng nha anh em. Đây là lần đầu mình cũng lên đỉnh núi. Hồi đó mình đi cũng khá nhiều nhưng mà mình chưa lên tới trên đây. Trong cái lan can không? Sau này nó mới mới cho lên, giờ nó đang làm nó đâu cho mình lên đâu. Không? Đây. Đây cho bạn giá đồ ăn trên núi anh em. Bạn giá đồ ăn anh em. Nè cho anh em tham khảo.
sơn nó mở thấy không? Dân dân cái gì cũng toàn là dân sơn phải không? Không lẽ của dân sơn nó bỏ tiền cho nó đâu nó đầu tư đây hay gì á. Còn nó đang lặn trình mà lý do gì đang thấy công trình trống bông nữa hả ta đội bông bông gà đây là đội đang trồng bông nha nè mở bông cũ đi trồng mới đổi bông trồng bông gà lát người nào đi lên trên đó đó bây giờ nó chụp hình đúng không giờ nó đổi trồng bông gà trồng bông đó đổi bông nè đẹp không lát xuống dưới chụp khi đó đẹp nè cái con đẹp không à nó mua về nó trồng chứ đâu phải là nó gieo hạt mua gì cái này nó có đội nó đội nó có đội bên trồng mấy cái này nè à, cái này sau này hoàn thiện lên cho nó cao lắm chứ không đó đó bây giờ mình đang đi tiếp lên phía trên nha đó, mình đang đi lên lên trên cao ở phía xa xa kia thấy có rất là nhiều người đang đứng ở phía trên trên đó hình như có cái miếu hay cái gì á Phật bà gì ở trên đó, đó có cái hang Phật bà gì á trên đó rất là đông người ta đang đứng người ta đợi người ta cúng rồi bây giờ mình lên mình quay cho anh em xem luôn nha. Đó, giờ mình đang đi lên nè. Lên trên mình quay cho anh em xem luôn. Đó mình đang lên tiếp mình đang quay bông hoa cho mọi người xem luôn. Đó, mình đang đi lên. Này cái mít nha anh em. À mít này cũng trồng lâu rồi chứ. Trồng quá luôn, còn nhỏ cũng chưa có lớn. Đây quá trời anh em ơi. Lại chưa? Cũng giống như viên cúc ở dưới chỗ bà. Nó nhỏ. Người ta vô từ từ với người ta hả đấu chen cá là đông trong cho nó đốt nhang nhiều quá nó ngợp. Đây nó đông rồi. Miếu sơn và bây giờ mình sẽ đi vô mình đốt nhang với mình xin cái lọc luôn cái lọc của bà luôn đó nè mình mới vô đốt nhang xin một cái lọc thôi rồi bắt đầu bây giờ mình đi xuống luôn nha xong rồi bắt đầu giờ đi xuống
Bây giờ mình đang đi xuống phía dưới nữa để mình xem có gì nha. Mấy ai? Người đi cũng khá đông, cái này là ngày mùng 1 và đông gì ta? Mùng 1 nên khá đông. Đây có suối nhỏ ở đây có suối nè. Mình định suối cái này không biết là suối nhân tạo hay là suối tự nhiên mình cũng khá biết nữa. Cái lọc qua đây mình chụp hình nữa mà. Khá nhiều người xuống đây chụp hình, cái nhỏ nó còn quen luôn, ở đây nó không có nhiều cá. Ở đây thì bảo vệ nó cũng cấm, nhưng nó không có cho vô, mấy không có cho leo như trong, leo lên con đá phía trong chụp hình, không có cho vô mấy cái mùng bông nữa, nó cấm, nó đuổi, đứng cầm tiền chỗ một chỗ nó đuổi. Nó chảy nhìn đẹp ghê luôn. Nhìn đó, cái người khèo nè. Cũng vậy, nước nó chảy xuống ngoài thôi, nó không ấy ra, nó có cái ống ở đâu, nó rút đi chứ. Rút lên cái... là cái bông gì ta? À cái view này đánh đây, anh chụp cho em xuống dưới đây nè. Đây là nước uống. Đây có con ong mặt to ghê vậy. Mấy con ong này toàn ong rừng thôi. Bự trời quá.
tính ra tao quay cho chị ta nó lùng tách ra trời, nó lùng nó bông dữ chứ. Đã rồi nè. Giờ kiếm quán ngồi nghỉ một xíu rồi đi anh em. Dưới hàng xuống luôn rồi nè. Tính ra có gì được. Trên đây nó vậy thôi. Đồng vô không? Đâu phải ta lên đây hết đâu, nhưng người ta đâu có lên đâu. Nếu người ta ở dưới nữa. Tượng này chỗ tượng bà này nó còn đang làm anh em, nó cũng còn lâu lắm mới hoàn thành. Đây vô nước đi kem ăn. Đi xuống rồi quá. Đi xuống mặt bộ. Chụp hình cưới anh em. Đây cưới. Đây, nghe hả? Chưa đâu vé gì lát vô trong. Xuống luôn. Đang xuống anh em. Đi thử một vòng. Từ trên cao nhìn xuống thì khung cảnh rất là đẹp nha. Cái này mà đi một buổi sáng sớm mình đi mà giấc mà khoảng 6 giờ có sương mù nó mới đẹp. Tại cái này mình đi cũng hơi trễ rồi, chưa rồi nên 9 giờ mấy 10 giờ rồi nó không có sương mù. Ở đây mà có sương mù là rất là đẹp luôn á. View chụp hình rất là đẹp. Đang xuống anh em. Cũng bữa nay nói chung là cũng khá đông nè anh em. Tượng và gì Tây Cổ Đà Sơn cao 72 mét anh em. Cho nên
Mà đông ghê ta. Nhà đông chứ còn. Quá trời ngột luôn. Bé không? Bé nữa. Bây giờ là còn cái quá trời nữa không? Còn ngạt nữa.